Xin chào các bạn, mình là MC Phương Ngân. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với chương trình Gia đình yêu thương. Người mà mình yêu thương nhất chính là mẹ của mình. Mẹ của mình năm nay 32 tuổi. Mẹ mình có một đôi mắt long lanh. Mẹ mình luôn yêu thương mình, giúp đỡ mình khi mình có nhiều bài tập khó. Cứ khi mình gặp khó khăn là mẹ mình đến để che chở mình, giúp đỡ mình khi mình cần giúp đỡ. Mình rất là yêu thương mẹ của mình. Mẹ của mình cũng rất yêu thương mình. Lúc khi mình đói, mẹ mình đã đến và nấu cho mình một bữa ăn ngon cho gia đình. Mình rất là yêu mẹ của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.